Có hai cái tip phụ nữ khi mà họ lên giường với anh em. Cái tip thứ nhất á, là họ sẽ thẳng thắn luôn nói cho anh em biết là họ muốn anh em làm cái gì, họ muốn họ được cái gì ở trong cái cuộc vui đó. Và cái tip phụ nữ thứ hai á, thường xuyên gặp hơn là họ sẽ rất là ngại trong cái chuyện trao đổi với cái người tình của họ là họ thực sự muốn cái gì ở trên giường. Nhưng mà nếu như họ không nói và anh em không hiểu thì chắc chắn là cái cuộc vui của cả hai sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là ở về cái phía người phụ nữ kia. Cho nên đó, ngày hôm nay anh em Men's Space chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chút xíu xem là cái gì mà phụ nữ họ thực sự mong muốn được nhận khi mà họ lên giường cùng với chính anh em ở đây nha. Cho nên là lên giường thôi. Cái điều thứ nhất, cô ấy muốn bạn hung sau khi cô ấy ăn. Ok, ăn không phải là ăn đồ ăn mà cô ấy ăn cái thứ đàn ông của bạn đó, đúng không? Anh em mình chúng ta hiểu đi. Nhưng mà sau khi mà cô ấy đã ăn rồi á, cô ấy sẽ rất là muốn hung bạn. Nhưng mà nếu như mà cô ấy hung bạn và bạn né chỗ này, bạn né chỗ khác thì đây là một hành động cực kỳ khiếm nhã luôn. Nếu như cô gái của anh em có ăn anh em và cô ấy muốn anh em hung thì không có lý do gì, thiệt sự là không có một cái lý do gì mà anh em phải tránh né hay là thấy gớm về chuyện đó cả. Anh em muốn đối phương hết mình với anh em thì anh em trước hết phải hết mình với họ trước cái đã. Cái điều thứ hai mà họ mong muốn ở trên giường đó chính là không phải ở trên giường. Anh em biết á, là nhất là những cặp đôi mà họ đã quen nhau một thời gian dài á, cái chuyện chăn gối của họ rất là cần một cái làn gió mới. Và cái làn gió mới đó chắc chắn không thể mãi mãi xuất hiện ở trên giường được. Phụ nữ á, họ vẫn muốn cái người đồng hành cùng họ là anh em. Nhưng mà trước hết á, quan cảnh phải thay đổi chút xíu. Những cái chỗ khác khi mà cả hai gần gũi cảm giác nó sẽ như thế nào thì anh em hãy cân nhắc cái việc là đừng cứ mãi mãi ở trên giường. Nhà anh em có chỗ nào mà anh em thấy nó cứ thoải mái, nó cứ riêng tư và nồng cháy thì hãy thử nghiệm xem đặt mỗi khách sạn lạ lạ để cả hai vào đó đổi gió với nhau. Hoặc là tốt hơn nhất nữa, đó chính là hãy lên những kế hoạch để cả hai có thể đi du lịch cùng nhau. Đó chính là cái lúc mà cả hai gắn kết với nhau rất là nhiều về cái mặt gần gũi đó anh em. Cái điều thứ ba đó chính là đừng để họ cảm thấy cô đơn sau khi gần gũi với anh em. Anh em biết rồi đó, trước khi mà anh em lên giường á, anh em gần gũi tình cảm lắm. Mà lúc mà mấy ông có được cái thứ mấy ông muốn rồi, mấy ông nằm cái quay qua bên ngủ. Cái lúc này là cái lúc mà cô gái kia sẽ cảm thấy được là cô ấy cực kỳ bị trống rỗng ở trong bản thân của họ luôn. Anh em biết đó là đối phụ nữ á, cái việc mà họ tin tưởng một chàng trai nam giới và họ gần gũi với nhau về mặt thể xác á, là họ mở ra cái phần yếu đuối ở bên trong rồi. Và sau cái cuộc vui đó, nếu như họ thấy cái người đàn ông của họ quay lưng qua chỗ khác hoặc là ngồi bấm điện thoại là cái thứ mà họ xác nhận được luôn, chàng trai này chỉ đến với mình về mặt thể xác. Cho nên á, sau cái cuộc vui đó, sau khi cả hai đã vệ sinh cho nhau rồi, sạch sẽ rồi, đừng nằm một góc, đừng bấm điện thoại, hãy ôm cô ấy. Nếu mà anh em làm được, anh em để ý đi, cô ấy sẽ cực kỳ ngoan với anh em luôn á. Cái điều thứ tư, cô ấy cũng mong muốn một cái kết thúc đẹp như anh em thôi. Anh em biết là khi mà anh em lên giường đúng không, thì anh em làm thì lúc mà anh em xong thì anh em đó là anh em cực kỳ đã. Nhưng mà anh em quên rằng á, là phụ nữ họ cũng cần cái cảm giác đó. Họ cũng cần cái việc họ được kết thúc trận một cách đường đường chính chính. Rất là nhiều người anh em á, bắt đầu trận, diễn biến trận và có một mình anh em kết thúc à. Mà cái cô gái kia họ chưa có đạt được cái thứ họ mong muốn. Đó lý do một số cô gái họ lên giường một lần rồi, họ vẫn cứ bị bứt rứt, họ vẫn cứ muốn thêm. Đó là vì anh em bắt đầu hiệp. Nhưng mà có một mình em kết thúc và người ta có được kết thúc đâu. Cho nên đừng ích kỷ, đừng chỉ tập trung vào việc anh em sẽ thỏa mãn như thế nào, mà hãy nhớ sự thỏa mãn ở đây nó nằm ở cả hai nha anh em. Cái điều thứ năm, cô ấy mong muốn anh em đừng giữ sự im lặng của mình. Cái cuộc vui nó có chất lượng hay không á, không chỉ nằm ở cái việc cả hai làm gì, mà nó còn nằm ở cái việc là trong lúc cả hai làm cái chuyện đó thì có tiếng động gì không. Anh em biết rồi đó, trời ơi, anh em coi phim đi mà anh em không có bật tiếng, làm sao mà anh em biết được cái cảm xúc của bộ phim đó. Thì người phụ nữ á, khi mà họ gần gũi với anh em á, mà nếu như anh em chỉ có một cái sự im lặng thôi, họ sẽ rất là khó chịu vì họ không biết được là lúc đó anh em cảm giác như thế nào. Họ không biết được là những thứ họ đang làm cho anh em có thích hay không. Đó là lý do mà chị em với nhau người ta nói rất là nhiều về cái việc mà vì sao mấy ông nam giới lên giường là im ru. Mà tôi là nam giới tôi hiểu, mấy ông im ru thì mấy ông thở đúng không? Nhưng mà ngoài chuyện thở ra, mấy em cũng nhớ là đừng im ru. Lâu lâu hãy giao tiếp, hãy nói về cái việc mà anh em cảm thấy như thế nào. Cái điều thứ sáu, cô ấy mong muốn cái sự bất ngờ và khó đoán đến từ anh em. Anh em hãy nhớ nha, đừng bao giờ khiến cho cô gái kia họ nghĩ rằng là họ sẽ biết được anh em sắp sửa làm cái gì ở trên giường. Một số những chàng trai á, họ có một cái sai lầm á, là họ không có gia tăng cái sự phong phú trong cái chuyện mà cả hai lên giường với nhau. Ví dụ như mới vô là tư thế này,
tư thế này, tư thế kia. Thế là 10 lần anh em làm vẫn đúng là cái công thức đó A, B, C. Hoặc là một số người anh em á, tự nhiên cái anh em muốn lên giường với cô gái kia, cái anh em không có một cái sự bất ngờ gì hết á, anh em ngồi anh em hỏi em mình lên giường không? Trời ơi, tại sao anh em phải khiến cho cô gái kia họ biết được là anh em phải làm gì rồi? Họ không còn sự bất ngờ nữa. Cái điều thứ bảy, họ mong muốn có một cái màn dạo đầu cực kỳ nồng cháy. Nam giới á, chúng ta muốn khi mà chúng ta nhập cuộc, và chúng ta thật là sai lầm khi nghĩ rằng là thứ duy nhất mà phụ nữ muốn cũng là cái thứ chúng ta muốn. Thật rất là sai anh em ơi. Đối với phụ nữ á, cái cuộc gần gũi, cái cuộc ân ái đó nó có chất lượng hay không? Nó có đạt tới được cái sự mong muốn của họ hay không? 60-70% nằm ở cái phần dạo đầu rồi anh em ơi. Nhưng nếu như anh em bỏ hoàn toàn phần dạo đầu hoặc là dạo đầu cho có, thì kể cả anh em có làm hay tới mấy, khỏe mạnh tới mấy ở trong cái cuộc đó, chắc chắn phụ nữ họ cũng sẽ thấy cái gì đó thiếu thiếu ở bên trong. Cho nên đừng bao giờ lơ là phần dạo đầu nha các quý ông ở đây. Mong rằng cái clip này á, sẽ là một cái thay lời muốn nói cho những chị em nào đó, mà chắc chắn là họ sẽ rất là vui khi mà anh em biết được chuyện này. Và tất nhiên á, là anh em cần phải kiểm chứng những thứ tôi nói để xem nó có phù hợp nhất với bản thân anh em hay không. Vì tất cả những thứ này nó đều liên quan đến kinh nghiệm cá nhân của tôi, cho nên là chắc chắn sẽ không đúng với toàn bộ anh em ở đây được. Cho nên là mong anh em đón nhận clip này với tâm trạng thật là cởi và mở nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau đến từ kênh Men's Bay. Còn bây giờ thì chào anh em.